Đúng Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, cơn sát trùng số hai lần liên tiếp, vết cạn lộc trời, tiền tiêu ba đời không hết. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy, mỗi người đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có người giàu sang phú quý vào thời điểm này, nhưng lại xui xẻo và đen đủi vào thời điểm khác. Không ai có thể biết được may mắn sẽ đến với mình vào lúc nào. Tuy nhiên, vốn dĩ may mắn lại được cấu thành từ cơ hội. Quan trọng là khi gặp được điều đó, bản mệnh có biết nắm bắt những cơ hội vàng để tận dụng và phát huy một cách triệt để nhất hay không? Các bậc thầy tử vi học có chỉ rõ rằng thời điểm đúng ngày Tết Đoan Ngọ sắp tới được xem là khoảng thời gian đại cát, đại lợi, bứt phá tài lộc, tiền bạc hanh thông đối với các con giáp này. Thời điểm này, các con giáp làm ăn gì cũng thuận lợi, vận sự như ý, giàu có hơn người. Tất cả đều nhờ được tử vi phúc tinh cao chiếu, thần Phật giúp đỡ và hỗ trợ. Vậy đây là cơ may của những tuổi nào trong Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 sắp tới? Và liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tìm hiểu chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý gia chủ hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Xin được chúc mừng những người tuổi Thìn. Tuổi Thìn là con giáp đầu tiên nhận được lộc trời, tiền nhét, chật két. Những người tuổi Thìn được mệnh danh là con cưng của trời. Ngay từ khi sinh ra đã mang số mệnh phú quý, phát tài cả đời, chẳng cần phải lo lắng đến chuyện tiền bạc. Họ làm gì cũng may mắn, mọi sự hanh thông, trở thành con giáp giàu có ngút ngàn, sung túc đủ đầy ngay từ khi còn rất trẻ. Tử vi học dự báo thời điểm đúng ngày Tết Đoan Ngọ tới đây, mệnh chủ sẽ có quý nhân soi đường, chỉ lối. Bản mệnh động tay vào việc gì đều thành công trên mức mong đợi. Chưa hết, với sự ảnh hưởng của các cát tinh soi chiếu, tuổi Thìn nếu nắm bắt tốt cơ hội thì sẽ có cơ hội bứt phá ngoạn mục. Thời điểm đúng ngày Tết Đoan Ngọ, mệnh chủ tuổi Thìn sẽ không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Chỉ việc hưởng thụ một cuộc sống giàu sang, đầy đủ, tiền vàng ngập két, hạnh phúc viên mãn. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát theo dõi vận trình chi tiết của tuổi Thìn. Về phương diện sự nghiệp, thời điểm đúng ngày Tết Đoan Ngọ tới đây cho thấy vận trình công danh của tuổi Thìn cực kỳ hanh thông, thuận lợi, mưu sự dễ thành. Dưới sự ảnh hưởng của sao Thái Dương chiếu mệnh có thể giúp tuổi Thìn có thêm niềm tin, động lực đi theo con đường mình đã chọn. Dù thời gian trước có gặp khá nhiều khó khăn, với bản tính cần cù, chịu khó, tuổi Thìn chăm chỉ tìm hiểu vấn đề, ham học hỏi và lên kế hoạch kỹ càng. Những vấn đề trước đây tưởng chừng như bản mệnh đã từ bỏ thì nay cũng đã tìm được cách tháo gỡ. Bản mệnh có thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng mệnh chủ làm đầu tư thời điểm này sẽ nhận được khá nhiều lời mời tham gia đầu tư, ký kết hợp đồng hay đàm phán kinh doanh. Mọi sự đều diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, bản mệnh nên lựa sức mình để tìm những mối làm ăn phù hợp, không nên quá tham lam mà trèo cao ngã đau. Các mệnh chủ làm kinh doanh với đầu óc nhạy bén sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp, đón đầu xu thế. Việc thành công cũng sẽ không quá bất ngờ. Còn với những mệnh chủ làm công ăn lương sẽ hoàn toàn hoàn thành tốt công việc được giao, mang lại kết quả vượt ngoài sự mong đợi cho tập thể và công ty. Từ đó, bản mệnh tạo được ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và đồng nghiệp, mở ra cơ hội thăng chức, tăng lương vô cùng thuận lợi.
Tuy may mắn là vậy, nhưng tử vi vẫn nhắc nhở bản mệnh trong công việc còn có điểm tiểu nhân quấy phá, đùn đẩy trách nhiệm hoặc ném đá giấu tay. Điều này khiến bản mệnh phải vừa giải quyết công việc mà vừa phải chật vật đối phó với những chiêu trò mà kẻ xấu sắp đặt. Chính vì vậy, thời điểm đúng ngày Tết Đoan Ngọ tới đây, bản mệnh cần phải hành sự hết sức thận trọng để tránh được những tai ương. Hơn nữa, tuổi Thìn vốn là người bộc trực, thẳng thắn, ít chú ý tới lời ăn tiếng nói nên rất dễ gặp vả miệng. Bản mệnh hãy cẩn trọng hơn nữa để có thể tiến xa hơn về công danh. Đừng quá lo lắng, hãy cứ bình tĩnh làm từng việc một, mọi chuyện sẽ sớm đâu vào đấy. Nếu đánh mất bình tĩnh vào lúc này, bản mệnh rất dễ gây họa vào thân, đúng như điều kẻ tiểu nhân mong muốn, nghiêm trọng còn có thể gây ảnh hưởng đến đường tiến thân của mình trong tương lai. Về phương diện tài vận, thời điểm đúng Tết Đoan Ngọ của tuổi Thìn được đánh giá rất khởi sắc. Lúc này chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, nhất là những người kinh doanh, buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà bán hàng cũng tốt hơn nhiều. Trong thời điểm này, bản mệnh cũng có lộc trời ban, có khoản tiền bất ngờ mà đến chính tuổi Thìn cũng không ngờ là sẽ có được. Đó có thể là khoản cho vay đã lâu được hoàn trả, hoặc một khoản hoa hồng nào đó, hay nhận lộc trời cho, có cơ hội trúng số độc đắc. Với những mệnh chủ có mong muốn khởi nghiệp thì đây là lúc thích hợp để tiến hành những gì chuẩn bị bao lâu nay. Cơ hội thành công là rất cao. Bản mệnh sẽ có được những khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Bên cạnh đó, trong thời điểm này, toàn những tin vui mang tới, tuổi Thìn tha hồ thoải mái chi tiêu, mua sắm những thứ yêu thích mà không cần phải đắn đo, suy nghĩ tính toán từng đồng như thời gian trước. Cuộc sống sung sướng, dư dả, mua nhà lầu, sắm xe xịn. Tuy nhiên, tài vượng không có nghĩa là bản mệnh có thể chủ quan, bởi hung tinh trong thời gian này khá nhiều. Tài khí tụ rồi rất dễ tán, nếu tuổi Thìn không có kế hoạch sử dụng tài chính hợp lý thì dù kiếm được bao nhiêu cũng ra đi bằng hết. Chính vì vậy, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Thìn nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cách khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Thìn. Con giáp may mắn thứ hai là tuổi Ngọ. Xin chúc mừng tuổi Ngọ có giáp nhanh nhẹn, hoạt bát và rất thông minh. Cùng với cách ứng xử khéo léo, tuổi Ngọ thường được mọi người yêu quý bởi sự nhiệt tình hay giúp đỡ người khác. Tử vi học phương Đông có chỉ rõ thời điểm đúng ngày Tết Đoan Ngọ tới đây, tuổi Ngọ là một trong số con giáp may mắn và giàu có nhất. Dù làm gì, tuổi Ngọ cũng có quý nhân phù trợ, khiến cho cuộc sống của bản mệnh trong thời gian này cực vượng. Không chỉ trên phương diện sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc ào ào đổ về, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng có nhiều khởi sắc rõ rệt. Nếu biết cách nắm bắt tốt thời cơ, tuổi Ngọ sẽ trở thành đại gia. Thời điểm đúng ngày Tết Đoan Ngọ từ đây, cuộc sống không phải lo lắng bất cứ điều gì. Về phương diện sự nghiệp, tử vi cho thấy đường công danh, sự nghiệp của bản mệnh trong ngày Tết Đoan Ngọ tới đây có những bước tiến đáng mong đợi. Thời gian này, vận quý nhân của bản mệnh khởi vượng, làm gì cũng dễ tìm được quý nhân giúp sức. Các kế hoạch mà mệnh chủ đã đề ra đều được đánh giá cao, có dự án lập tức được phê chuẩn để tiến hành, có nhiều lời khen ngợi bởi có những suy nghĩ táo bạo, độc đáo của bản mệnh. Thời điểm cát khí lan tràn rất phù hợp cho việc tiến hành dự án hay kế hoạch mới. Nhưng mệnh chủ có ý định khởi nghiệp cũng có thể tiến hành trong thời điểm này. Mọi việc hanh thông trơn tru, hứa hẹn mang tới nhiều điều bất ngờ mà chính bản thân tuổi Ngọ cũng ngạc nhiên. Thời điểm này những chú Ngọ càng chủ động bao nhiêu thì càng dễ gặt hái được thành công bấy nhiêu. Bản mệnh có thể tham khảo ý kiến của những người đi trước để tích lũy thêm kinh nghiệm, tránh sai sót không đáng có.
Tuy nhiên trong thời điểm này có kẻ tiểu nhân quấy phá, bản mệnh không thể không đề phòng. Theo đó, tuổi Ngọ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ để tránh những hung hiểm. Dường như những bước thăng tiến quá nhanh sẽ khiến tuổi Ngọ trở thành cái gai trong mắt của kẻ có lòng dạ hẹp hòi, thành mục tiêu để kẻ tiểu nhân quấy phá. Cho nên bản mệnh làm gì cũng nên khiêm nhường, đừng hống hách, ngạo mạn quá mức mà mang họa vào thân. Nhìn chung những trở ngại ban đầu sẽ sớm qua nhanh. Quý nhân giúp sẽ giúp bản mệnh thêm phần minh mẫn, tỉnh táo, cộng thêm năng lực nhạy bén vốn có, tuổi Ngọ vẫn có thể xử lý mọi việc đâu vào đó, sẽ không ảnh hưởng tới cục diện. Về phương diện tài vận, tử vi tuổi Ngọ tháng 5 âm lịch cho thấy vận trình thời điểm đúng ngày Tết Đoan Ngọ có dấu hiệu tăng mạnh so với thời gian trước đó. Tài chính được quý nhân mang tới vận may, cả chính tài và thứ tài đều dồi dào. Mệnh chủ làm kinh doanh nếu mạnh dạn tăng mức độ đầu tư, ắt thu về thành quả tốt đẹp, nằm ngoài sức tưởng tượng. Với những mệnh chủ làm công ăn lương, ngoài nguồn thu chính tài đều đạt, bản mệnh còn có được nguồn thu nhập bởi nghề tay trái và có thể là tiền thưởng, hoa hồng mang tới. Phần tiền bạc hưng vượng, tuổi Ngọ trở thành con giáp có vận số cực kỳ may mắn, khiến nhiều người phải ghen tị. Với những ai đang ấp ủ ý định đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, thì đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành. Hứa hẹn sẽ thu về một khoản tiền khá lớn, dư giả đủ để bản mệnh trang trải cuộc sống, thậm chí còn để ra được một khoản phòng thân cho mình. Tuy nhiên, đây là thị trường mới, bản mệnh nên cẩn trọng trước khi tiến hành đầu tư, có thể tham khảo những người đáng tin cậy. Tuy là thời điểm quý nhân song hành giúp đỡ, nhưng cái chính vẫn phải dựa vào chính sức mình mới mong tránh được họa tiểu nhân, dụ dỗ, lừa gạt. Về phương diện tình duyên và gia đạo, thời điểm đúng Tết Đoan Ngọ tới đây là khoảng thời gian ngập tràn hương sắc yêu thương của tuổi Ngọ, đặc biệt có lợi cho đường tình duyên của những người độc thân. Trong mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, bản mệnh dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Trong mối quan hệ khách hàng, bản mệnh dễ dàng thuyết phục được đối tác mang về những cơ hội đầu tư đúng thời điểm này. Vận đào hoa tới, bản mệnh nên chủ động tham gia các bữa tiệc hoặc các hoạt động tập thể thì sẽ nhanh chóng tìm được nửa kia ưng ý cho mình. Gia đạo thời gian này vô cùng an nhiên, cuộc sống tình cảm vợ chồng hòa hợp, quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện nhiều. Thậm chí có cặp vợ chồng đón tin vui về con cái. Ngoài ra, đây cũng là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đang yêu, nhiều cặp đôi có thể tính chuyện về ra mắt gia đình. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Ngọ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi vận hạn và hung tinh trong thời gian này, đồng thời hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh bản mệnh. Vòng còn giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Ngọ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.